Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác, quý anh chị. Tiếp tục thì Bùi Hồ vẫn đang có mặt tại một xóm lưới nghèo ngay tại huyện Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau. Mà sóng gió là mình không có ra biển được, mình đói. Còn biển im thì mình có thể cọc cạc rồi sống qua ngày với ăn hết, rồi vô ăn hết rồi tới động nữa. Bây giờ cũng chưa biết được. Vì tôi đang bế tắc cái vụ này, mà nếu không có tiền mà để mua gạo sống hàng ngày thì cái này cũng hơi khó. Hiện nay. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác, quý anh chị. Tiếp tục thì Bùi Hồ vẫn đang có mặt tại một xóm lưới nghèo ngay tại huyện Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái ngôi nhà khá là mục nát mà Bùi Hồ đã từng chia sẻ cho cô bác, quý anh chị ở những video clip trước. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại hoàn cảnh của anh Lợi Anh và anh Lợi Em. Hai anh em cùng sống cuộc sống cô đơn và nương tựa vào nhau những ngày tháng khó khăn. Anh Lợi Anh thì sau khi cái căn bệnh tai biến thì vợ cũng bỏ ra đi. Và anh Lợi Em thì hàng ngày phải đi câu cá để nuôi người anh ruột của mình bị tai biến. Và mặc dù là hai căn nhà riêng biệt với nhau nhưng mà có điểm chung quy đó là hai ngôi nhà đều cũ kỹ và mục nát. Dạ em chào anh Lợi ha. Anh Lợi Em. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Anh 54 à. 54, còn anh có anh? 56, 57 gì. À, Tết vừa rồi hai anh em ăn Tết như thế nào? Thì ăn Tết thì cũng bình thường vậy thôi. Thì bên nhà nước người ta cũng có hỗ trợ quà bánh rồi. Rồi hôm nay là anh đi câu cá. Có cá không? Không có cá hả? Rồi hả? Nói chung thì ngày nào cũng đi vậy đó. Câu để ăn thôi hay là bán nữa? Câu là chủ yếu để ăn thôi, nhưng mà khi nó có nhiều thì cũng bán, người ta mua thì bán. Chứ câu gì gì cũng không có, đâu có người bán đâu bán. Ngoài đâu việc đâu ra chợ ngồi bán được. Ngoài việc câu cá để ăn thôi thì mình làm gì ra tiền để mình mua những cái nhu yếu phẩm còn lại? Có nghĩa là không có đi làm gì được. Coi như là bị sáng là nấu cơm, rồi chiều là phải nấu cơm, là đúng giờ phải có cơm chứ không có bỏ đi được. Dạ. Vậy thì gạo đâu để mình ăn? Gạo thì cái này nhà nước người ta cũng có cung cấp chút đỉnh. Bị ta cho hộ nghèo đó. Thì cái này nó cũng tương đối là sống được. Nhưng mình phụ thêm. Anh của mình là bị tai biến là bao nhiêu năm rồi? Ngồi xuống đi anh Lạc. Chắc cũng cỡ... chắc có 4 năm rồi. 4 năm rồi. Vợ con bỏ ra đi là vì anh bị tai biến hay là vì nghèo? Không, thôi vợ hồi còn chưa bệnh. Dạ. Nhưng mà con cái thì lúc đó thì cũng có về tới về lui, mà khi bệnh tới giờ thì nó xuống thăm một hai lần rồi là nó đi luôn, không gì nữa. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Chắc 56 quá. Anh là 50, còn anh là 54. Lớn hơn 2 tuổi. Việc mà chi phí sinh hoạt hàng ngày không đủ thì một mai mà anh của anh á bị bệnh thì mình sẽ xử lý như thế nào? Cái này bây giờ cũng chưa biết được. Vì tôi đang bế tắc cái vụ này, mà nếu không có tiền mà để mua gạo sống hàng ngày thì cái này cũng hơi khó. Hiện nay là gạo là người ta cho hết hả? Nhà nước ta cho thì cho hàng cho hộ nghèo vậy đó. Nhưng mà mình uyển chuyển thì mình cũng sống được. Anh là cũng không có gia đình luôn? Không, tôi nhỏ lớn không có cha, không có gia đình. Sao mình không tìm một cái người nào đó để mình cùng tựa nhau để mà mình sống? Có nghĩa là mình cũng không có cơ nghiệp gì, như lập gia đình thì nó gặp khó nữa. Thì mình tính vậy thôi, lấy lớt thì lần lần mình cũng phải tạo thôi. Nhưng mà cuối cùng rồi gặp ông này ông bệnh cái rồi bây giờ không có người nào nuôi. Bây giờ nếu mà bỏ đi làm thì cái chuyện đi làm thì hơi khó. Nếu đi bây giờ nếu tôi ra đi làm đi mần giống như người ta vậy thì ông này ở nhà rồi ông làm sao? Ra nó cũng gặp khó khăn. Rồi việc mà tắm rửa là cho anh của mình? Ông tắm điên được. Tự tắm được ha. Coi như ông sinh hoạt điên không được. Chỉ có lo cơm ăn thôi. Ngày nấu hai bữa cơm. Hai bữa cơm. Mỗi ngày về chi phí sinh hoạt là cho hai anh em của mình là bao nhiêu tiền? Cái này cũng không biết được. Thí dụ nhà mình có bơm ga rồi gạo có sẵn thì cứ nấu hết thì tính thôi, còn tiền thì cứ mua thôi chứ giờ không có tính cái đó được.
Rồi bây giờ nhà cửa gì đây thì chuẩn bị nó sập, thì bây giờ tôi không biết tiền đâu mà để tôi cất lại cái nhà này thì tôi cũng giờ chưa biết được. Dạ. Bây giờ nhà của tôi cũng không làm nổi nữa, bây giờ thêm cái nhà này nữa thì gặp khó khăn gì lắm. Dạ. Tết vừa rồi là được bao nhiêu tiền để mình ăn Tết ta? Thì nhà nước hỗ trợ thì gạo tiền rồi thì cũng vài trăm ngàn nè. Như có lần cho quà rồi này kia thì cũng được vài trăm. Vì gạo thì nó là ngay gạo nhà nước hỗ trợ thì ăn cũng đủ chứ không thiếu. Có cái tiền khác, tiền ga rồi tiền cá mắm đồ thức ăn đồ này kia thì phụ như thế. Chứ gạo thì đủ. Vì nuôi anh của mình mà anh L phải gác ly cái hạnh phúc của mình luôn. Bây giờ phải chịu luôn rồi. Bây giờ nếu mà tôi lập gia đình cái thì bên đây là buông xuống chứ làm sao mà ông này gia đình làm gì mà người vợ chịu đồng ý. Bây giờ tôi cũng không biết được. Cứ sống độc thân từ đó giờ luôn. Ngày nhỏ lớn thì tôi không có vợ. Đi sống gì mình hên thôi. Hồi đó thì sống cha mẹ, chung cha mẹ. Khi cha mẹ mất rồi thì tôi cũng vậy luôn, chứ tôi không lập gia đình luôn. Trước đây thì anh Lợi làm cái công việc gì? Anh Lợi... Anh thì ông đi biển. À. Cũng đi biển giống như người ta ở đây. Dạ. Nếu hồi chưa bệnh thì đi biển sống riêng thì nó cũng thoải mái lắm. Ừ. Ông mạnh khá, mạnh giỏi là giàu hơn tôi mà. Ừ. Mà tại vì từ ngày ông bệnh tới bây giờ. Bệnh thì ông ngồi cũng bó tay gì, tôi cũng bó tay chứ bị tôi thì không có mặn giống như ông được. Dạ. Anh thì không có đi biển. Không có đi biển. Tôi chỉ mặn lạch vặt trong bờ, bên có mình ên mình thì nó mặn cũng dễ sống. Vợ anh với ảnh là chia tay là bao nhiêu năm rồi? Nói chung thì vợ ông hả? Chia tay hồi con thứ ba, thứ tư gì đó. Vậy là có ba người con? Ba, bốn người con đó. Vậy là chắc con cũng lớn hết rồi. Vẫn có vợ, có chồng, vẫn có cháu, nội, cháu ngoại tùm lum. Chỉ nghĩ đến cái việc là được câu cá thôi chứ mình không có nghĩ đến cái việc tìm đồng tiền từ cái việc bán vé số hay là làm cái công việc khác được sao anh Lợi? Bây giờ nói tóm lại là tôi không thể làm cái gì được. Thí dụ tôi đi bán vé số rồi làm sao mà nấu cơm được. Mà nếu ông này mà không quá 11 giờ là bắt đầu ông bò qua ông kiếm rồi. Mà thí dụ mà tôi bỏ nhà tôi đi như vậy đó thì rồi làm sao? Này tôi cũng không biết được luôn. Anh có thể nào là anh ấy khoảng 100 tờ vé số, anh bán buổi sáng đến 10 giờ anh về, anh nấu cơm. Chiều khoảng 1 giờ anh đi bán đến 3 giờ anh về, 3-4 giờ anh về. Biết bán hết 100 tờ đó không? Về mình làm, mình đi làm sao mình về kịp. Có nghĩa tôi đi mần mướn ở đây, nếu tôi đi mần mướn thì cũng sống được đó. Nhưng mà khi đi mần rồi là làm sao có thời gian để nấu cơm. Từ sáng mình quay là tới 10 giờ, 11 giờ mẹ nó rồi. Mình ra thời gian đâu về nấu cơm, rồi nó đi làm tiếp nữa thì làm sao làm được. Chứ ở đây tôi đi mần giống người ta, mần mướn gì thì nó cũng tốt mịt thôi chứ có gì đâu. Mà nếu đi mà quá 11 giờ thì không thể được. Tôi cũng những lúc là tôi bực mình, tôi muốn bỏ, tôi đi mần tối ngày luôn đó. Mà nếu bỏ vậy rồi giờ suy nghĩ lại, nếu ông này không ở nhà rồi ông làm sao vậy? Sớm làng người ta thì người ta chỉ cho ăn một, ta thấy thì người ta cho ăn, còn ta không thấy rồi lấy gì cho ăn. Rồi không biết ông có đói không thì cái này chuyện này tôi cũng không hiểu. Bây giờ sáng cho tới 11 giờ đó, chưa nấu cơm kịp đó là ông lết. Bò xuống đây lết vòng qua bển kiếm cơm. Bò xuống cái này hả? Ừ. Lết xuống dưới này rồi lết vòng qua bển lết lên để bới cơm. Mà nếu tôi đi bằng công việc gì đó thì đâu có nấu cơm đâu mà bới. Rồi qua bển cơm đâu bới. Thành ra tôi cũng bực nhiều cái chuyện. Có những chuyến này thì mới qua kia này ông lết bển bới sớm này người ta đều thấy hết. Rồi tôi cũng bực nó, tôi nói tụng mẹ có nấu cơm ở đâu mà lết qua bới. Phải có thì ta đem qua rồi.
chứ đâu mà chờ mà tới bò qua bển, mà bò bển có con tay làm sao mà bưng cơm gì vậy? Thì qua bển không lẽ bới cái tô cơm không rồi bưng gì rồi lấy giống gì ăn? Phải mần đồ ăn thì có rồi, mà có đồ ăn ví dụ nó có đồ ăn ông cũng không bưng gì được. Ví dụ đồ ăn thì 2-3 món rồi làm sao bưng gì được? Có bao giờ vì anh mình như vậy mà mình nghĩ là mình bỏ đi luôn không? Tôi cũng tức nhiều cái là tôi muốn bỏ nhà này tôi đi luôn đó. Nhưng mà tại vì cha mẹ chết hết rồi, bị hồi đó ông bệnh là cha mẹ còn sống. Rồi tiếp tục cha mẹ chết. Rồi bây giờ nếu mà bây giờ nếu tôi bỏ tôi đi rồi đó thì ông này sống bằng kiểu gì bây giờ tôi cũng không biết luôn. Nghe giờ tôi bóp bụng tôi nuôi thôi chứ tôi không biết được. Rồi con ông cũng không có gì à, nó gì nó thăm. Mình gì nó thăm rồi cứ nó nói này nói nọ, nó thăm cho ổng rồi nó cho bánh cho quà gì đó không biết, nó không nói với tôi. Cũng có cho tiền hay không cũng không hiểu. Rồi nó thăm nó làm mảng cột nó đi tôi cũng không hay ho gì. Rồi anh em người ta lại cho tiền thì cho ngay ổng thì tôi cũng không biết là cho bao nhiêu tiền. Có khi người ta lại cho tiền ổng là cho nhiêu để cho ổng làm đó làm như tôi cũng không lấy luôn. Tôi không biết là bao nhiêu mà tôi cũng không lấy cái tiền đó luôn. Biết có ai cho gì không lấy. Vì ví dụ anh em người ta lại người ta có hỗ trợ người ta cho cái này cho cái kia là nói cho tôi hay thì tôi cũng biết được. Còn đa số đưa cho ổng thì tôi bỏ luôn cái lượng đó tôi cũng không biết trời chăng gì trong cái số anh em người ta hỗ trợ đó. Có nghĩa là đưa cho anh Lợi thì anh Lợi làm gì để mà hết tiền? Không hiểu. Cái này tôi cũng không biết. Mà lượng tiền là đã bị mất nhiều quận. Bây giờ tôi không hay cái gì hết nhưng mà tôi nghe phong phanh lại thì người này người kia nói là có cho tiền. Người này cho người kia tôi cộng cái lượng tiền là có lượng tiền. Rồi ông giữ ông làm gì đó làm mà không biết cuối cùng nó mất đi đâu tôi cũng biết. Cái lượng tiền người ta cho tôi không hay là tôi không có sử dụng gì ở trong cái gia đình này được. Nó mất đâu mất tiêu. Bây giờ là trong cái giường ông cũng còn tiền đó. Không biết còn bao nhiêu tôi không biết. Nhưng mà nấu ăn là anh Lợi anh có đưa tiền được cho anh không? Nếu không là coi như là cái tiền người ta cho ổng không có đưa tôi đồng bạc nào hết. Rồi ví dụ tiền quạt gió hay là bóng đèn hay tiền điện như thế này kia là tôi chịu không chứ ổng không có. Khi nào đứt thì tôi cũng mua bóng đèn tôi gắn. Quạt gió tôi cũng mua tôi gắn chứ ổng không có đưa tiền. Có tiền ví dụ nhà nước có hỗ trợ đưa ngay cho tôi á thì có cái đó tôi sử dụng thôi. Còn cái nào mà bà con người ta cho ổng thì ổng làm gì ổng làm chứ không biết. Bị cho đưa ngay ổng. Chứ phải đưa ngay tôi thì tôi sử dụng được. Còn đưa ngay ổng tôi không biết được luôn. Thì cái lượng tiền nó cuối cùng nó bị mất. Không biết mất đâu. Bị sớm làng người ta đông đảo mà nhà gì thì người ta tới lui mà không biết ai lấy thì mình đâu có biết. Có nghĩa là bây giờ mình nuôi bản thân mình. Mình cũng phải nuôi luôn anh của mình. Đúng rồi. Thì bây giờ tôi sống sao, ổng sống gì. Mình có cái gặp khó khăn là cái vụ nhà đó. Bây giờ nếu cái nhà này sập là tôi không thể nào có lượng tiền để tôi cất lại giống như gì được. Mà nếu không cất giống gì được thì rồi ở đâu. Mà trong cái năm này là nhất định cái nhà này phải sập. Nhưng mà tại sao anh với lại anh của mình không có chung? Nhỏ lớn tự nhiên rồi mà. Vì hồi đó là tư duyên. Từ đó tôi ở chung cha mẹ chứ không ở chung với ổng. Ổng tư duyên có vợ có con lâu đời rồi mà. Ra tự ngang phát bệnh là tôi bắt buộc là tôi thấy không có ai nuôi tôi nuôi thôi. Chứ đâu ở chung được. Bị hộ khẩu hộ tịch ổng riêng, người vợ con gì riêng hết. Ở chung nhỏ lại riêng nhỏ lớn mà. Ổng thì có vợ còn tôi đâu có vợ. Đúng ra hồi đó là bà già nuôi. Bà già cũng quá già rồi. Rồi nếu bà nuôi tôi cũng xác định là bà nuôi không được bao lâu rồi bà chết. Rõ ràng thì không bao lâu bà chết. Này bệnh đâu 5 2 năm gì đó là bà chết. Rồi bà chết rồi bây giờ rồi nếu tôi bỏ luôn rồi làm sao? Cái này là bắt buộc tôi phải nuôi thôi. Chứ anh em ở đây thì cũng có 2-3 đứa ở đây nè. Mà đâu có nuôi. Nuôi đâu có được. Vì người ta có vợ có chồng tư duyên hết trơn rồi làm sao ta nuôi. Nhưng mà theo em nghĩ là hai anh em một á là ngủ riêng nhà như thế này nè. Anh mình lỡ bệnh hoạn mà
mà không hay thì sao ta? Sao? Có nghĩa là anh mình mà bị tai biến mà bệnh hoạn rồi mình ngủ bên kia mà mình có khi lỡ mình không hay rồi sao? Buổi tối á. Cái trường hợp này nó bất đắc dĩ thì phải chịu thôi chứ còn cứ hàng ngày thì mình cứ canh vậy thôi chứ còn nó bất đắc dĩ thì cũng phải chịu thôi chứ làm sao? Ừ. Nuôi ổng là chỉ nuôi cho ổng ăn hàng ngày thôi chứ giờ cũng không biết nuôi cái gì. Nữa. Ừ. Giờ làm sao làm giàu làm có gì nữa? Chỉ có đủ gạo mà để mà có người nấu cho ông ăn hàng ngày để sống thôi. Với cái chỗ ở thôi chứ như tôi bây giờ tôi cũng không có làm gì được luôn. Nhưng mà bây giờ là anh em thì cứ mỗi người một nhà như vậy á, rồi nấu cơm qua cho ăn thôi. Còn cái việc mà sống chung thì cái tư duy mỗi người mỗi khác nên không sống chung được. Không sống chung được. Dạ. Bây giờ nhà nước ở đây người ta cũng biết. Ừ. Bây giờ ông tư duy từ đó tới giờ rồi. Ừ. Mấy chục năm rồi chứ không phải là mới đây. Dạ. Tự nhiên ông phát bệnh là bắt buộc tôi nuôi thôi chứ còn bây giờ kêu đem về sống chung thì không thể nào đem về được. Ừ. Bây giờ giá nào cũng phải là cất cái nhà riêng hay là cất một cái chỗ mà cho để ông ngủ thôi. Cũng phải cất riêng chứ không có để chung được. Ừ. Bị nói gì chứ tôi không biết, tôi cứ sống vậy hoài hay là biết ngày nào đó gặp duyên nợ của tôi thận đầu tôi lập gia đình rồi sao? Rồi làm sao vậy? Cái này nó cũng gặp khó. Mà điều tại nói chơi vậy thôi chứ chắc tôi không lập gia đình được đâu. Này là bắt buộc phải chịu rồi. Dạ. Nói chung là thấy cảnh của anh Lợi cũng rất khổ mà anh thì cũng khổ. Nhưng mà em thấy cái tình cảm của anh dành cho em của mình á thì nó ăn nó uống coi như là một phần của sự trách nhiệm rồi. Thì ba mẹ cũng không còn nữa. Cũng nhờ có anh mà anh Lợi thì mới có những cái bữa cơm được, chứ không có anh thì chắc không biết thì anh Lợi như thế nào. Em hôm nay em có dịp về đây á, em ghé thăm gia đình ở kế bên. Em phần này là của em gửi cho anh 400 ngàn để mà anh có thể anh mua anh nấu ăn cho anh ăn ha. Rồi em gửi cho anh. Rồi gì cảm ơn em. Dạ. Rồi em cũng không biết nói gì hơn. Thì cô bác anh chị biết không, tại đoạn đường rất là xa. Thành nữ là Bùi Hồ mỗi lần đi xuống đây á thì cũng cực kỳ đổ đường xa lắm, hơn 300 km. Mong cô bác anh chị có dịp về Trần Văn Thờ ở ngay chỗ ấp này, ấp gì anh? Kinh Hồng Bắc. Ấp Kinh Hồng Bắc. Xã Khánh Bình Tây. Xã Khánh Bình Tây. Đó, thì cô bác anh chị về đây gặp để hỗ trợ anh phần nào đó gạo hay gì đó chẳng hạn. Anh dùng để mua gạo và mua thức ăn cho anh em anh của mình thôi. Dạ. Còn hữu duyên thì anh em mình sẽ gặp lại ha. Còn bây giờ thì chắc là Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau. Rồi, cảm ơn.